lại một lần nữa. Nguyễn Minh Anh xin được nhìn lên chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã và đang đến với một cuộc phiêu lưu cùng với 20 chiếc cặp. Và trong số 20 chiếc cặp thì phần thưởng có giá trị cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Vậy nó đang ở đâu? Tất cả chỉ có trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta đã có dịp để được gặp lại nhau trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Và trước khi bắt đầu chương trình thì MC xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ, đạt được kết quả cao và tràn đầy thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì 20 chiếc cặp sẽ được đem xuống sân khấu. Nào, xin mời. Và vừa rồi 20 chiếc cặp đã được đem xuống sân khấu để mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình thì lại một lần nữa, chúng ta không ngần ngại gì mà cho chương trình một tràng pháo tay to nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Nguyễn Việt Anh một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đã đến với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì như chúng ta đã biết, tuần trước chúng ta đã được gặp người chơi Phùng Trần Thùy Linh đến từ Ninh Thuận. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp thêm một người chơi hoàn toàn mới nữa đến với chương trình lần này. Chúng ta xin được chào đón anh Tạ Quốc Hùng đến từ Cần Thơ. Vâng, em xin được nhiệt liệt chào mừng anh Hùng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và anh có điều gì muốn nói dành cho chương trình không ạ? Vâng, thật sự mình cảm thấy rất là vui khi mà được tham dự chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là mình sẽ bốc được cái chiếc cặp có giá trị cao nhất. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn anh. Và trong bản đăng ký của anh thì em có thể thấy được là anh cũng có một sở thích cũng như là đam mê về thể thao, đó chính là chơi bóng rổ. Vậy thì anh cũng có thể nói cho chúng em biết về lý do mà tại sao anh lại thích chơi bóng rổ đến như vậy được không ạ? Công nhận à, mình có chơi có em đã tại cũng tuổi nhà nghỉ NBA khá là nhiều. Và mình đã được rất nhiều ngôi sao như là LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, vân vân. Dạ vâng ạ. Và với đam mê bóng rổ của anh thì em cũng xin chúc cho anh đạt được ước mơ cũng như là thỏa mãn được cái đam mê mà anh mong muốn nhé. Vâng. Và chúng ta có lẽ sẽ cũng hơi mất thời gian một chút khi mà chúng ta cứ tiếp tục nói nhiều về chuyện cá nhân như này thì anh em mình chúng ta bắt đầu cuộc trao luận nhé. Vâng. Và chúng ta còn chờ gì nữa? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng chơi của Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Bên anh một lần nữa xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với vòng chơi của Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Và anh Hùng thân mến, như anh cũng có thể đã biết được thì chương trình Những Ngọc Thần Vàng là một trong những phiên bản custom của game show Đi Tìm Ẩn Số,
cũng như là dựa trên format gốc Deal No Deal Million Yen và những ẩn số vàng. Và trước mắt anh đây sẽ là 20 chiếc cặp cùng với 20 giá trị khác nhau, và nhỏ nhất lên đến trị giá 10 đồng Miraculous và cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Vậy chúng em xin mời anh lựa chọn cho mình một trong số 20 chiếc cặp để giữa. Anh sẽ chọn cặp số 10. Cặp số 12. Và anh có chắc chắn về quyết định của mình không ạ? Chắc chắn. Và anh đã quyết định giữ cho mình chiếc cặp số 12. Vâng. Và với chiếc cặp số 12 này thì em xin chúc cho cuộc chơi của anh diễn ra một cách thành công và suôn sẻ nhất có thể. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu ở lượt đầu tiên là mở 5 chiếc cặp. Và anh muốn chọn cho mình chiếc cặp nào là chiếc cặp đầu tiên để loại ạ? Đầu tiên là cặp số 18. Cặp số 18. Và anh có chắc chắn về quyết định này không ạ? Chắc chắn. Chúng tôi xin mời chiếc cặp số 18. Đằng sau chiếc cặp số 18 là giá trị bao nhiêu? Xin mời. Và chiếc cặp số 18 có giá trị đó là quá hơi đáng tiếc một chút. Vâng. Mới mở hàng thôi mà anh đã bốc ngay được vào chiếc cặp có giá trị ở hàng bên phải. Vâng, không sao. Chúng ta vẫn còn 4 chiếc cặp nữa để mở. Dạ, xin mời anh ạ. Số 3. Và anh có chắc chắn về quyết định này không ạ? Chắc chắn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đón xem đằng sau chiếc cặp số 3 là bao nhiêu. Xin mời. Và đằng sau số 3 của anh đó là 5.000 đồng Miraculous. Xin chúc mừng anh. Vâng. Ít ra là anh cũng đem lại được cho mình về một chút may mắn sau khi mở chiếc cặp số 3 và loại đi 5.000 đồng Miraculous. Và xin mời anh mở thêm một chiếc cặp số 9. Và anh có chắc chắn về chiếc cặp số 9 của anh không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đón xem nhé. Liệu đằng sau số 9 đó có đem lại cho anh Hùng thêm may mắn một lần nữa không? Xin mời. Và đó là quá đáng tiếc cho anh. Vâng. Oh no. Không sao. Dù anh có thể mất đi giá trị lớn nhất ở chương trình này, nhưng mà anh đừng quên là chúng ta vẫn còn giữ được cho mình 4 chiếc cặp có giá trị cao từ 200 cho đến 750.000 đồng Miraculous. Không sao đâu. Vâng. Và xin mời anh mở cặp chiếc cặp số 5. Và cặp số 5, anh có chắc chắn về quyết định này không ạ? Chắc chắn. Mong là quyết định đó không để cho anh phải nuối tiếc. Xin mời. Chiếc cặp số 5 hiện ra số tiền là bao nhiêu? Xin mời. Và đằng sau số 5 đó là quá đen đủ dành cho anh. Vâng. Anh có thấy nuối tiếc về quyết định này của mình không ạ? Anh cảm thấy khá là tiếc. À, vâng. Em cũng mà cảm thấy nuối tiếc khi mà hai chiếc cặp có giá trị lớn nhất với cả gần như là lớn nhất đều đã bị loại đi. Vâng. Em cũng thực sự cảm thấy tiếc cho anh. Cặp số 16. Đó là
đó là chiếc cặp thứ 5 mà anh lựa chọn. Ở lần này là cặp số 16 đúng không ạ? Được, tiếp theo là cặp số cặp tiếp theo là số 16. Chúng tôi xin mời chiếc cặp số 16 hiện số tiền bên trong đó là bao nhiêu? Xin mời. Và đó là 750 đồng Miracle. Xin chúc mừng anh. Vâng, và với việc loại đi được 750 đồng Miraculous từ chiếc cặp số 16 của anh, ít ra nó cũng gọi là chữa lành được một tổn thương nhỏ nhỏ đến từ hai số tiền lớn nhất đó. Vâng, và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá dành cho chương trình. Alo, tôi xin nghe. Tôi cũng tức lắm. Tôi cũng tức lắm thế. Vâng. Dạ, xin cảm ơn. Ok. Vậy là ngân hàng đã liên hệ với em và phía đầu dây bên kia cũng cảm thấy tiếc khi mà anh loại đi hai giá trị lớn nhất. Và từ đó thì số tiền mà ngân hàng đã đưa ra cho em cũng phải dùng từ là khá là dễ tính một chút. Và số tiền đó chính là 692 đồng Miraculous. Và anh sẽ quyết định chấp nhận hay là không chấp nhận? Không chấp nhận. Vâng. Và em chúc anh may mắn ở luôn lần này. Và anh Hùng thân mến, vừa rồi chúng ta đã loại đi được cho mình tổng cộng là 5 chiếc cặp ở lượt đầu tiên. Và ở lượt lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục loại đi 4 chiếc cặp. 4 cặp. Anh muốn loại chiếc cặp nào đầu tiên? Cặp số 8. Cặp số 8. Và anh có chắc chắn với quyết định lần này không ạ? Em cũng mong là gì tỷ lệ loại hết sạch số tiền nhỏ hàng bên trái là cao hơn một chút. Còn bây giờ xin mời chiếc cặp số 8. Và đó là 250 đồng Miraculous. Xin chúc mừng. Vâng, và anh có cảm giác như nào khi mà anh đã có một quyết định đúng đắn để loại thêm một chiếc cặp có giá trị nhỏ nữa? Vâng, sự rất là vui và hy vọng là anh sẽ loại thêm được những chiếc cặp có giá trị nhỏ. Và hy vọng là cặp số 12 mình sẽ là giá trị là cao nhất có thể. Dạ, vâng ạ. Và quay trở lại với vấn đề chính thì anh muốn loại chiếc cặp nào là chiếc cặp tiếp theo? Tiếp theo là cặp số 13. Và đó là con số 13 xui xẻo mà anh muốn loại. Vâng, anh muốn loại cái cặp đó. Chúng ta sẽ cùng xem liệu số 13 xui xẻo đó có giúp cho khả năng chiến thắng của anh không? Tăng cao lên hay không? Xin mời. Và số 13 của anh có giá trị là 25.000 đồng Miraculous. Không sao, 25.000 cũng không phải là lớn cho lắm. Vâng. Dù sao chúng ta vẫn giữ được cho mình 3 chiếc cặp đến thời điểm này cũng là tốt lắm rồi. Và sau chiếc cặp số 13 đó, anh muốn loại chiếc cặp nào là chiếc cặp tiếp theo ạ? Đó, cặp tiếp theo là cặp số 19. Số 19. Và đó là quyết định của anh.
liệu số 19 đó có giúp ích gì cho cuộc chơi của anh hay không? Xin mời. Và đó là bà, như anh em mình thấy rồi đấy, tình hình có vẻ bắt đầu gọi là căng hơn rồi, bắt đầu căng lên khi mà xác suất anh loại đi chiếc cặp có giá trị lớn lên tới là 7/5. Vâng, khả năng đó cũng khá cao khi mà những chiếc cặp ở hàng bên trái các giá trị đó chỉ còn lại tổng cộng là 7 giá trị nhỏ và 5 giá trị lớn, và anh muốn loại chiếc cặp nào là chiếc cặp tiếp theo ạ? Cặp số 2. Cặp số 2, và đó là cặp cuối cùng ở lượt chơi này. Xin mời. Và đằng sau số 2 đó là có lẽ từ giây phút này thì chắc anh em mình không thể chủ quan được với những quyết định của chính anh đưa ra thôi. Tại vì như anh em mình đã thấy thì chúng ta chỉ còn lại 4 chiếc cặp ở hàng bên phải và cơ hội để giành được số tiền từ bên phải nó bắt đầu gọi là hơi mong manh rồi. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Alo. Arigato. Hơi đáng tiếc lắm. Và số tiền ngân hàng trả giá cũng gọi là cao lên một chút là 8.953 đồng Miraculous. Và anh sẽ có quyết định là không chấp nhận hay không chấp nhận, và anh vẫn tiếp tục liều. Vâng, và anh đã có một quyết định gọi là đúng nhất ở thời điểm này thôi. Xin chúc mừng. Không chấp nhận. Và chúng ta vừa rồi đã loại đi 4 chiếc cặp, và ở thời điểm lần này thì chúng ta sẽ phải loại đi cho mình 3 chiếc cặp. Cặp đầu tiên là cặp số 7. Cặp số 7. Và liệu số 7 đó có giúp cho anh Hùng trở nên may mắn hay không? Xin mời. Và đó là giá trị gần như là nhỏ nhất. Xin chúc mừng anh. Anh Hùng thân mến, anh đã loại đi được một chiếc cặp có giá trị gần như là nhỏ nhất so với chương trình đã đưa ra. Và bây giờ sẽ là chiếc cặp tiếp theo mà anh cần loại. Anh muốn loại chiếc cặp số bao nhiêu ạ? Cặp số 14. Số 14, và đó là quyết định của anh. Chúng ta xem. Và đó là... Ôi!
Trời ơi. Anh có cảm thấy tiếc nuối vì quyết định khá là sai lầm của mình khi mà loại chiếc cặp số 14 này không ạ? Anh cảm thấy rất là tiếc nuối. Vâng. Và đó, và những sai lầm trong khi chơi những game show kiểu này thì anh em mình cũng không thể nào tránh được việc loại chiếc cặp có giá trị lớn. Và bây giờ sẽ là chiếc cặp cuối cùng mà anh Hùng phải loại ở vòng chơi lần này. Cặp số 15. 15. Và anh có chắc chắn về quyết định lần này không ạ? Chắc chắn. Chúng ta xem số 15 đó có phải số 15 đấy may mắn cũng như là số 15 Trần Thành hay không? Xin mời. Và đó là 500 đồng Miraculous, xin chúc mừng anh. Vâng, anh Hùng thân mến, cảm giác của anh như nào khi mà đã loại thêm được một chiếc cặp có giá trị nhỏ nhất, cũng không hẳn là nhỏ nhất đâu ạ. Đó. Anh và... là nó là mình giải tỏa được tâm lý đấy, ít nhiều. Dạ vâng. Và trước khi ngân hàng chào giá thì em cũng xin được chân thành đưa ra một lời cảnh báo dành cho anh. Dù anh có thể vận may của anh cũng gọi là tăng lên được một chút, nhưng mà anh cũng không nên quá chủ quan về vấn đề này, bởi vì chúng ta vẫn còn vỏn vẹn 3 chiếc cặp có giá trị ở hàng bên phải như anh đã thấy rồi. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Alo. Xin cảm ơn. Tôi sẽ tự đặt lại ngay. Dạ. Và anh Hùng thân mến, với việc anh đã loại đi thêm 3 chiếc cặp có giá trị lớn ở đây nữa, nhưng mà vẫn còn giữ được 250.000 đồng Miraculous, và số tiền của anh hiện tại đang là cũng khá là lẻ một chút, là 15.900 đồng Miraculous. Vâng. Anh muốn chấp nhận hay không chấp nhận với số tiền này? Nhận. Anh vẫn quyết định liều, dù cho việc cơ hội của anh là còn ít. Vâng. Và anh đã từ chối 15.900 đồng Miraculous, đồng nghĩa với việc ở lượt chơi lần này chúng ta sẽ phải loại đi cho mình là 2 chiếc cặp. Chiếc cặp thứ nhất anh muốn loại là số bao nhiêu ạ? Số 4. Và anh có chắc chắn về quyết định này của mình hay không ạ? Chắc chắn. Chúng tôi xin mời chiếc cặp số 4. Đó là... Ôi! Dù số tiền không phải lớn nhưng mà em cũng khuyên trước cho anh là chúng ta chỉ còn 2 giá trị ở hàng bên phải, mà chúng ta vẫn giữ cho mình 5 giá trị ở hàng bên trái. Và bây giờ chiếc cặp cuối cùng ở lượt này mà anh muốn loại đi là chiếc cặp số mấy ạ? Cặp
số 17. Ồ. Để xem. Số 17 của anh. Có giúp ích được gì lần này không? Xin mời. Đó là. Đó là. Ui. Ôi ôi. Anh, cảm giác của anh như thế nào về quyết định lần này của anh ạ? Cần đét thật. May mà mua giữ 250.000. Và... có lẽ đến một lúc nào đó thì anh sẽ phải chấp nhận thôi. Vâng, và lần này sẽ là ngân hàng chào giá. Xin mời. Alo, xin nghe. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Anh Hùng thân mến, với việc loại đi gần như là hết sạch các số tiền ở hàng bên phải và vẫn giữ 250.000 và ở hàng bên trái chúng ta vẫn còn nhiều, và số tiền ngân hàng chào giá đã đưa cho em là 129.000 đồng Miraculous. Anh muốn chấp nhận hay không chấp nhận với số tiền này? Thôi, anh chấp nhận. Và anh đã chắc chắn về quyết định này chưa? Chắc chắn. Và để xin chúc mừng anh. Vâng. Và nếu anh Hùng chơi tiếp, em chỉ gọi là giả sử thôi, nếu mà anh Hùng vẫn chơi tiếp thì chiếc cặp đầu tiên anh có ý định loại đi, và cũng là chiếc cặp duy nhất anh có ý định loại ở vòng tiếp theo nếu mà anh chơi tiếp, là chiếc cặp số bao nhiêu ạ? Cặp số 10. Cặp số 10. Và đó là em hỏi thì tôi. Và anh có muốn biết giá trị đằng sau chiếc cặp số 12 này là bao nhiêu không ạ? Có. Chúng ta sẽ cùng xem chiếc cặp số 12 đó có làm cho anh Hùng cảm thấy nối tiếc với quyết định này hay không ạ? Và trước khi chúng ta mở chiếc cặp số 12 thì không ạ? Trước khi chúng ta mở chiếc cặp số 12, vâng, đây là một cuộc chơi đó là khá là căng thẳng, đang thở và hy vọng là lần này vẫn này chiếc cặp số 12 là không phải là 250.000 thôi. Anh có điều ước dành cho chương trình là chiếc cặp số 12 không phải là 250.000 đồng Miraculous, đúng không ạ? Vâng. Và bùm, nó đã có thật, xin chúc mừng anh. Vâng, và anh Hùng thân mến, nếu anh vẫn chơi tiếp thì chiếc cặp số 10 đầu tiên và cũng là chiếc cặp duy nhất mà anh có ý định loại ở lượt tiếp theo nếu mà chơi tiếp thì giá trị của nó là đây, 1.000 đồng Miraculous. Và cảm giác của anh như thế nào về quyết định đúng đắn này của mình ạ? Vâng, cảm giác thật nhẹ nhõm.
Dạ vâng. Đây, đây là quyết định đúng đắn nhất rồi anh trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Và một lần nữa thì chúng em xin được chúc mừng anh, bởi vì anh đã dành cho mình 129.000 đồng Miraculous. Xin chúc mừng. Vâng, và thưa quý vị và khán giả, chúng ta vừa rồi đã phải trải qua một cuộc chơi rất là căng từ đầu đến cuối, nhưng mà cuối cùng anh Cùng đã có một quyết định đầy đúng đắn, và chúng tôi xin được cảm ơn anh Tạ Quốc Cùng đến từ Cần Thơ đã đến với chương trình và tham gia. Còn đối với những người chơi khác thì sao? Các bạn cũng có thể đăng ký làm người chơi ở dưới phần mô tả trong số phát sóng lần này. Còn bây giờ thì chương trình Những Ngọc Trần Vàng mùa thứ hai, số phát sóng thứ tư đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình lần sau. Bác ao và xin chào và hẹn gặp lại.